ai biết đâu. Mới chặt được quầy chuối hả anh Mực? Chín. Chín không? Chín hừng vàng vàng giờ mới mốt chín. Đây có ông anh, ông anh này là ông chùm phá luôn. À, ông vác nguyên quầy chuối ở nhà lên nè. À. Trời ơi. Đã chưa? Còn đây là cái gốc me là có hàng trăm năm rồi gia đình ơi. Cái cây me này nó lạ hơn những cái cây me bình thường. Là nó có hai cái nhánh đưa ra. Đây là đó cho gia đình coi nha. Bên phía tay phải của mình là cái nhánh me đó là trái nó rất là ngọt. Còn bên đây á là cái nhánh me này, bên đây thì nó lại chua. Để lát nữa mình hái xuống mình ăn thử cho gia đình xem. Anh Mực, chỉ anh hai đầu. Ông xuống đâu ông vác quầy chuối lên luôn. Ai biết kêu đi vòng vòng trong dưới suối lên á. Rồi có cầu thang nè, dắt lên thấy vô. Cư xử chính. Cầu thang nó dắt lên thấy xài cho mà không? Từ từ đi. Cái chùm này nè, chùa lại cho chùm nào, cái chùm này. Cắt nguyên chùm luôn ha. Nha. Rồi. Cắt vỡ luôn. Cắt nguyên chùm được không? Leo lên hái. Lát nữa lấy cái cầu thang á. À, có cầu thang luôn rồi đó. Nguyên chùm vậy đó. Tôi xin nguyên chùm nó luôn đó. Không mới chơi trên cầu chín rồi. Không, nó trắng xanh vậy ăn nó mới ngon. Ăn lại nước mắm đường á, ăn đỡ vậy đó. Ăn thử chơi. À, mới hái xuống nè. Xài chín nha gia đình. Giờ em nó lên nó cắt nguyên nhánh xuống luôn. Nguyên nhánh nào mà 5-7 trái rồi đó. Cẩn thận á. Không sao đâu, em không có gãy đâu, em có 37-38 kg gì mà. Dính anh xí, Rồi, kéo lên đi. Này nha. Ừ. Cái chùm này là nhiều trái nhất thôi à. Coi cái chùm nào nó quất chùm nó luôn ấy. Cứ cắt cái chủ yếu mình cần cái số nhiều á. Cái nó mình cột nó vô sang. Đó, đừng có cho nó bứt ra. Cả không sao. Được. Lâu lâu về mình mệt giường là vui quá. Coi cái trái đó làm thử luôn nha anh Mực, trái đó chín á. Làm liền cây chỗ luôn à. Ồ, sao ngọt không ngọt? Ngọt. Bao ngọt mà, xài đây là bao ngọt. Xài qua lóng mà, đó, ăn chấp vào vô anh Mực. Diễn sức luôn anh Mực. Trời ơi, ngọt mà sao nhăn mặt dữ vậy anh Mực. Ngọt mà. Ngọt cái đít. Nè, có chén mắm đường nó thì thôi chứ. Sẽ dụ nữa lên xe ỉa luôn. Chèo lên xe luôn. Ừ. Anh chùm trên đây nè. Dán thì sao mà quất được cái chùm đó. Trời ơi, con không cạp à. Hai cái chùm trên đây mà. Chứ không được đâu, chùm này được. Cây kiến. Này mà có thằng Thạch lip play á, thằng đó nó leo cây cũng được lắm. Ừ, kiến. Kiến nhiều lắm hả? Kiến. Cao quá. Trời ơi, ông ăn xài mà ông hết hàm là ông uống bia trời. Để lấy thổi là lai chim.
Rồi quay lên cho chị thêm coi luôn. Ăn xài đã quá. Trái này đó. Wow, nguyên một trái xài chín luôn. Chín cây luôn nha gia đình. Luôn. Ăn ngay chiều lên xe có gì em đưa cho mấy viên thuốc. Cái gì em có chứ thuốc em nhiều. Rồi chào cả nhà. Chúc gia đình mình xem clip vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Nhớ like đăng ký giùm mình nha.